Bảo tàng Royal Ontario ở Toronto, Canada hiện đang trưng bày một hiện vật đặc biệt, đó là trái tim khổng lồ của chú cá voi xanh. Trái tim này được cho là lớn nhất thế giới, nặng gần 200 kg, rộng hơn 1,5 m, cao 1,2 m. Theo Reuters, trái tim này được tìm thấy hồi năm 2014 khi xác cá voi xanh chết dạt vào bờ Troy River ở Newfoundland. Các nhà khoa học đã bảo quản trái tim bằng kỹ thuật đặc biệt có tên plastination. Quá trình này trải qua 4 giai đoạn, gồm cố định, làm khô, làm sạch bằng chân không và cứng hóa để giữ cho nó không gây mùi khó chịu, ngăn chặn phân rã và duy trì các đặc tính nguyên thủy của mẫu.